Thưa quý vị, dùng nước lã lau bàn thờ chính là sai lầm chết người, rước thêm ma quỷ vào nhà và thậm chí là có thể tán gia, bại sản. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Thưa quý vị, trước khi thắp hương bàn thờ để cúng thần linh gia tiên, ngoài chú ý đến mâm cúng, hoa quả, thì quý vị cũng nên chú ý đến việc lau dọn bàn thờ thật sạch sẽ để có thể thể hiện được lòng thành kính và tôn trọng của mình đối với gia tiên và thần linh. Vậy lau dọn bàn thờ như thế nào là đúng cách để không phạm lỗi, rước họa vào cho gia đình của mình, thậm chí là không khéo thì gia đình có thể ly tán? Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ ngay trong chương trình. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Và đồng thời, trước khi lắng nghe Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp về những thông tin trên, thì quý vị đừng quên bấm like video này, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất từ kênh và từ đó chúng ta có thể cập nhật thêm những thông tin hữu ích. Theo các chuyên gia phong thủy phương Đông, việc mọi người sử dụng nước lã là hoàn toàn sai lầm. Nước lau bàn thờ phải là nước từ 5 thứ thảo dược là quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn hoặc là rượu gừng để tẩy uế làm sạch đồ thờ cúng. Thứ nhất, nước rượu pha gừng. Khi lau dọn bàn thờ, đặc biệt là lau bài vị hay là tượng thờ thì tuyệt đối không được dùng nước lã mà phải dùng rượu pha loãng với gừng giã nhỏ. Theo quan niệm dân gian thì gừng và rượu có công dụng trừ tà rất tốt, nó giúp loại bỏ những vết bẩn, tẩy uế, đuổi sạch xui xẻo của năm cũ đi. Nhờ vậy bàn thờ mới được sạch sẽ, thoáng mát để sẵn sàng đón một năm mới an khang, thịnh vượng. Thứ hai, nước rượu pha tỏi. Cũng giống như gừng, tỏi pha rượu không chỉ tẩy vết bẩn bám dính hiệu quả mà còn giúp cho bài vị, bát hương, bát đựng đồ lễ, chén rượu sạch bong như mới. Không phải cứ dịp Tết mới có thể dùng, mà chúng ta cũng có thể ngâm sẵn rượu tỏi để lau dọn bàn thờ thường xuyên. Việc này sẽ giúp xua đi những vận xấu đang đeo bám, mang lại luồng khí, luồng năng lượng mới tốt đẹp hơn. Thứ ba, nước thảo dược. Nước thảo dược hay còn được gọi là nước bao sái, gồm 5 thứ thảo dược là quế, hồi, đinh hương, gỗ vang và bạch đàn. Để có được thứ nước này, mọi người đun sôi 1,5 lít nước, sau đó cho các nguyên liệu kể trên vào, đun tiếp 2 phút rồi tắt bếp, để âm. Lấy nước thảo dược lau dọn bàn thờ và đồ cúng, chú ý lau cẩn thận tỉ mỉ để tránh rơi vỡ đồ đạc, vật phẩm trên bàn thờ gia tiên. Thứ tư, nước ấm. Nếu trong nhà bạn không có sẵn những nguyên liệu trên thì các bạn cũng nhớ dùng nước ấm đun sôi để nguội để lau dọn bàn thờ. Khi lau nhớ phải lau bài vị trước rồi mới đến bát hương để tránh bị hao tài. Khi đặt xuống, nhớ đặt bài vị bát hương của thần Phật trước rồi mới tới bát hương và bài vị của tổ tiên. Quý vị thân mến, thông thường, việc lau dọn bàn thờ cần phải dựa vào các dịp lễ Tết. Tuy nhiên ngày nay, mọi người đặt hai chữ thành tâm lên trên. Do đó, không chỉ ngày rằm và mùng 1 hàng tháng, mà ngay cả những ngày bình thường, nếu thấy bàn thờ quá bụi bẩn thì tốt nhất chúng ta cũng nên lau chùi để có thể giữ cho nơi này sạch sẽ, trang nghiêm. Và có như vậy thì tổ tiên thần Phật mới thấy được tấm lòng thành kính của mình mà ban phước báo cho. Và đồng thời, ngoài việc chú ý đến các loại nước nên dùng để lau dọn bàn thờ, một số những yếu tố khác như là việc sắp đặt bát hương, bài vị, vật dụng thờ cúng trên bàn thờ ra sao cũng cần phải được lưu ý và để tâm. Để tránh bị phạm phải những điều lỗi lầm, gây ảnh hưởng đến gia tiên và tránh rước phải những điều xui xẻo cho mọi người trong gia đình. Hãy cùng với Phong thủy Gia Cát chúng ta tìm hiểu ở trong phần tiếp theo. 1. Dùng dụng cụ không sạch để lau dọn bàn thờ. Chúng ta phải nhớ rằng bàn thờ là nơi tôn nghiêm và linh thiêng nhất trong nhà. Vì thế khi lau dọn bàn thờ tuyệt đối không được dùng dụng cụ bẩn. Trước khi lau dọn, nên chuẩn bị các đồ mới như chổi quét, khăn lau, nước dùng để lau cũng cần phải sạch sẽ. Theo quan niệm dân gian, nếu dùng chổi khăn lau dọn chung vốn mang nhiều uế tạp thì sẽ không đảm bảo sự tôn nghiêm. 2. Đặt bát hương trông tranh. Bàn thờ gia tiên của người Việt thường có 3 bát hương. Bát chính giữa là thờ quan thủ công, thổ thần, táo quân. Hai bát hai bên là thờ ông bà tổ tiên của gia đình. Bát hương cần được đặt vị trí chắc chắn, không được để chỗ trông tranh vì có nguy cơ bị xê dịch. Trong quá trình lau dọn bàn thờ, rút tỉa chân nhang, hạn chế di chuyển mạnh bát hương bởi người xưa cho rằng đặt bát hương trông tranh thì bát hương sẽ bị động, hàm ý mọi thứ sẽ không được ổn định, dễ đổ vỡ. 3. Làm đổ vỡ đồ thờ cúng. Người Việt Nam ta từ xưa đến nay vốn kiêng kỵ làm đổ vỡ đồ vật, vì đó là điềm báo xui xẻo sắp đến, nhất là đồ thờ cúng. Việc đổ vỡ là điều đại kỵ.
Đồ thờ cúng trên bàn thờ thể hiện lòng thành của con cháu đối với người đã khuất và các vị thần linh. Vì thế nếu làm vỡ, người xưa quan niệm rằng đó là dấu hiệu tổ tiên không hài lòng vì điều gì đó hoặc là có điểm xấu sẽ tới. Vì thế khi lau dọn bàn thờ, cần phải thật cẩn thận, tiến hành nhẹ nhàng, tránh tuyệt đối đổ vỡ. 4. Bỏ cát vào trong bát hương. Bát hương cần được bốc bằng tro sạch, đốt từ rơm nếp hoặc là rơm tẻ sạch, lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất nhằm đảm bảo tính trang nghiêm và thanh tịnh. Gia chủ không nên bỏ cát vào trong bát hương. Quan niệm dân gian cho rằng việc làm này sẽ khiến cho gia đình lục đục gặp những điều không may mắn trong năm đó. 5. Tùy tiện di chuyển bát hương. Bát hương không chỉ là nơi để con cháu thắp hương nhớ về tổ tiên, ông bà. Đây còn là nơi kết nối tâm linh giữa tổ tiên và gia chủ. Trong văn hóa tâm linh của người Việt, nếu tùy tiện di chuyển vị trí bát hương sẽ không tốt cho công việc làm ăn sức khỏe của mọi người trong gia đình. Để hạn chế di chuyển bát hương, gia chủ chỉ cần dùng khăn sạch, nhúng rượu rồi lau bát hương là được. Ngoài việc không nên tùy tiện di chuyển bát hương, gia chủ cũng không được di chuyển chân hương tùy tiện bởi nó sẽ ảnh hưởng tới may mắn của gia chủ. Không tự ý tỉa và đổ chân hương, đặc biệt không làm vỡ đồ, không nói tục chửi bậy, không to tiếng làm ảnh hưởng tới bề trên. Các chuyên gia tâm linh cho rằng, việc tỉa chân hương có thể làm hàng tháng vào dịp cuối tháng để bát hương bàn thờ luôn sạch sẽ, sáng sủa và tránh hỏa hoạn. Việc lau dọn trên bàn thờ không nên quá thường xuyên vì khu vực đặt bát hương rất cần tụ khí. Nếu động chạm liên tục thì theo tâm linh cũng không tốt. Còn bình thường, khi thắp hương chỉ nên lau bàn thờ cho sạch sẽ, không để bụi bẩn hay là mạng nhện dính ở đó. Từ trước tới nay, người ta luôn quan niệm rằng người lau dọn bàn thờ phải chính là gia chủ, đại diện cho gia đình. Thế nhưng, theo các chuyên gia phong thủy thì chỉ cần là thành viên trong gia đình, ai làm việc này cũng được. Chỉ có một số lưu ý nhỏ trước khi dọn dẹp thì phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng, kín đáo, chỉn chu và thật thành tâm. Sau đó chuẩn bị đĩa hoa quả đặt lên và thắp một nén hương thông báo cho tổ tiên và thần linh biết ngày hôm nay sẽ lau dọn bàn thờ, mời tổ tiên và thần linh tạm láng sang một bên để con cháu thực hiện công việc. Quý vị thân mến, bàn thờ là một không gian vô cùng linh thiêng, do đó chúng ta cần phải tránh tuyệt đối việc đặt lên trên bàn thờ những thứ cấm kỵ trong phong thủy thờ cúng, tránh làm mất đi sự tôn nghiêm vốn có của bàn thờ. Và dưới đây sẽ là một số lưu ý dành cho quý vị về việc sắp xếp bàn thờ để tránh mắc phải lỗi lầm. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, không đặt hoa giả, quả giả. Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng không nên bày hoa quả giả trên bàn thờ mà chỉ nên cúng hoa quả thật. Bàn thờ nếu đặt những vật giả vào sẽ không thông thoáng và thanh tịnh. Việc thờ cúng quan trọng ở cái tâm, cho nên dù ít dù nhiều cũng nên dùng đồ thật để bày biện. Bạn cũng không được đặt hoa héo, hoa khô trên bàn thờ, vì như vậy sẽ khiến cho mọi người trong nhà gặp nhiều xui rủi, công việc bất lợi. Hãy đặt một lọ hoa tươi trên bàn thờ để mang lại sinh khí tươi mới cho cả gia đình. Lưu ý, chỉ nên dùng các loại hoa như hoa sen, mai, đào, hoa huệ lên bàn thờ tổ tiên. Đặc biệt không nên cắm các loại như là cúc, ly, sâm bụt để gia đình không bị xào xáo và chịu cảnh ly tán. Thứ hai, không nên mang cành vàng lá ngọc đặt lên bàn thờ. Nhiều người đi lễ hay mua những cành vàng lá ngọc, đồ hàng mã đẹp để dâng cúng, rồi lại xin lộc mang về và trưng bày trên bàn thờ. Điều này là hoàn toàn không nên. Ở chùa thường có các vong hồn lang thang đến ăn mày cửa Phật, có thể vong nào đó sẽ bám vào những cành vàng lá ngọc để về nhà bạn. Nếu đã mua những cành vàng lá ngọc đó dâng lên công đức thì sau đó nên hóa đi. Hơn nữa, cành vàng lá ngọc đó bạn cũng không biết rằng những người làm và đem bán có được đặt để ở những nơi sạch sẽ hay không, hay là lại vứt bỏ linh tinh ở những nơi uế tạp. Vì vậy không nên tùy tiện đặt chúng lên bàn thờ, nơi thanh sạch nhất trong nhà. Ngoài ra, ngày đầu năm nhiều người còn có thói quen hái lộc ở chùa mang về. Điều này cũng tuyệt đối không nên. Vì như giải thích ở trên, nhánh cây mà bạn coi là lộc mang về nhà ấy có thể có vong bám theo. Tương tự, các cây ở ngoài đường cũng không được tùy tiện hái mang về, đặc biệt là những cây có cành lá sum suê, cổ thụ. Thứ ba, không lưu giữ tiền vàng giả từ năm này qua năm khác. Nhiều gia đình có thói quen bày tiền vàng lưu trên bàn thờ cả năm là không nên. Sau mỗi lần lễ bái, thì quý vị nên đốt vàng để hiếu kính với gia tiên và thần Phật. Quý vị thân mến, trên đây là những lưu ý khi mà sắp xếp và lau dọn bàn thờ để cho gia đình của mình luôn được bình an, vượng đạt. Và nếu như mà các bạn cần phải tư vấn thêm về bàn thờ gia tiên cũng như là cách sắp đặt bàn thờ gia tiên sao cho hợp phong thủy nhất, thì quý vị hãy để lại comment ở dưới phần bình luận hoặc là vui lòng liên hệ đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát cùng với thầy sẽ sắp xếp tư vấn cho quý vị nhanh nhất có thể.
Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình.